Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Bữa hôm nay mình đang có mặt tại Odaiba. Đằng sau mình, tít đằng xa xa kia là tượng nữ thần tự do nha. Còn cả cái khuôn viên này là cái công viên Odaiba Koen. Phía bên này là các bạn. Biển này xong rồi là dãy tòa nhà cao tầng, rất là đẹp luôn. Xe điện chạy nữa kìa. Hôm nay cùng mình đi xem công viên Odaiba Koen ở đây nha. Ôi con cá. Sống hay chết vậy? Sống. Ôi. Sao nó nằm vậy? Chết rồi. Nó vẫn còn vẫy, nó yếu thôi. Sao ở đây nhiều cá nó nhảy vậy nhỉ? Nó sợ sướng cực. Ôi. Tôi đừng sờ nữa, để nó xíu. Bỏ ra miếng nhé. Đúng. Rồi, nó giọt nước. Thôi để nó đi. Nhìn này, bỏ rát rồi này. Mấy con cá nhảy là mấy con cá đen này sao? Bãi biển này mình chưa thấy người ta tắm, nhưng mà người ta có cái thuyền người ta lướt ván á, lướt chơi thôi, trước đây không có sóng. Người ta ngồi trên cái thuyền, người ta đặt mái chèo thôi á. Thuyền to chưa? Tôi này. Ui to vậy. Thuyền gì vậy? Chỗ này họ trang trí bằng mấy cái mỏ neo này. To kinh khủng luôn, sắt đặc luôn. Cái này to chưa?
này là lưới câu cá voi. Khu đây là khu chơi thể thao. Hoa, ui, hoa này hoa gì vậy? Cái này là chơi gì ạ? Ghế đấy, gọi đấy. ユニコーンガンダム、いきます！